Chào mừng mọi người lại với kênh của Duy nha. Thì hôm nay là ngày mà Duy không có đi học cho nên là mình đi tham quan nha. Thì Duy đang ở một cái khu du lịch. Duy sẽ quay cái nơi này sau cho mọi người xem. Trước hết là Duy thấy ở cái thác này có rất là nhiều người đang câu cá nha. Bên đây cũng có. Ở trên cây cầu bên kia cũng có. Rồi ở bên kia có người đang câu rê mọi người. Duy không biết là rê cá gì nha. Ở đây là có mấy nhóc nè. Có mấy nhóc đang câu dưới đây. Đằng kia cái anh áo xanh đó thì họ ảnh câu mọi tôm sống mọi người. Thì bây giờ Duy sẽ ngồi ở đây coi. Rồi ở đây có quá trời cá lâu kiến luôn nè. Cá lâu kiến ở khu vực này rất là nhiều nha đó. Có con lên bự lắm. Bây giờ Duy sẽ ngồi đây coi câu cá chút xíu nha. Ông áo xanh này là hiện tại ông đang đi kiếm mồi mọi người. Nãy Duy nói lộn nha, câu mồi tép sống chứ không phải là mồi tôm sống nha. Thì ông mới dính con giờ hết mồi rồi, giờ phải đi kiếm con tép mới. Nó cứ dùng vợt rồi vớt ở trong những cái mép bờ á. Dính bạn ơi, dính. Ồ. Hay à. Cái gì ta? Cái gì vàng khè đẹp bạn? Câu mồi tép sống có vẻ nó nhạy mọi người. Nhìn ở đây là Duy thấy con cá luôn mọi người. Con cá nằm ngay bên dưới phao luôn.
Ôi, hụt bạn ơi. Cái hàng kéo đi phao đúng đẹp luôn. Ổn quá. Dính con cà phê nhỏ xíu mọi người. Bỏ luôn. Bây giờ Duy sẽ đi lên cái cây cầu bên trên đó để coi mấy ổng câu nha mọi người. Sông này Duy thấy nhiều rác quá. Sudah ada ikan, Bapak? Belum, Bapak. Belum. Duy mới hỏi là ổng câu được cá chưa mọi người, ổng trả lời là chưa nha. Đứng trên đây thấy rõ mấy con cá lâu kiến luôn mọi người, quá chừng luôn. Mình tập trung ngay khúc này nè, chút xíu là Duy thấy à. Bên đồ cũng có mấy cái bèo bèo cám rồi bèo dâu như bên mình mọi người. Thì mọi câu cá rô phi là rong sông nè mọi người. Để Duy quay cách ổng móc cái mồi cho mọi người xem nha. Ở trên cầu thì Duy thấy chủ yếu người lớn tuổi câu mọi người, với là cần câu đồ nhìn cũng xịn hơn mấy nhóc ở dưới bên dưới nha. Người ta câu cũng chuyên nghiệp hơn nữa. Phải nói là quá đam mê mọi người, giống Duy bên Việt Nam quá. Lúc mình còn ở Việt Nam thì mình cũng chăn nắng câu cá vậy nha mọi người. Sợ còn đứng nắng dữ hơn nữa. Câu cá cái bộ môn này đòi hỏi mình phải siêng năng này nè mọi người, làm biếng là không có đi câu được đâu nha. Rồi đòi hỏi mình phải kiên trì nữa. Cái đó là không quản nắng mưa nha, nắng mưa cũng kệ luôn. Cần thủ quần đỏ này cũng đáng nể lắm nha mọi người. Vừa thấy đứng nãy giờ một tiếng đồng hồ rồi chưa có con nào hết mà vẫn kiên trì nha. Lụm hay quá, dính đó bạn ơi. Ông quần đỏ cũng kiên trì nãy giờ mới dính cá nha, đúng là trời không phụ lòng người mà. Anh á, Ruma đi mana? Hey. Ruma đi mana? Em chào chị biết chưa? Hey. Hey. Mà chào mày. Okay. Yeah. Yeah. Mà non toàn mà man chỉnh. Mà cái tao có hai đi sao rồi? Đi sao nữa? Có ý nhau rồi mà. Cái tao quay chưa? Hả? Mừng ý cô tiên anh à? Mừng ý cô tiên anh à? Dạ, xin nè. Đi mana? À, ok. Umur berapa? 3 tahun. Hả? 3 tahun. 3 tahun. Hả? 3 tahun. Nhóc nhỏ có 3 tuổi rồi mọi người. 3 tahun. Tiga tahun. Oh. Tiga. Nhóc nó chỉ đường mình xuống cái chỗ này mọi người. Ok, terima kasih.
Rồi cảnh đẹp mọi người. Ok. Nói nhiều quá gì cũng hiểu gì hết trơn. Hả? Bữa kia đi má nè. Hả? Nhỏ này rủ mình đi đâu ta? Đi má nè. Thôi tao đi ra tu, tira màu. Tira màu. Mà nó ăn toàn mà mang chình. Thì ra là nó rủ mình đi dọc suối chơi mọi người. Mà nó ăn toàn mà mang chình. Hả? Tira màu. Rủ mình đi chơi thôi mọi người. Rủ mình đi xuống suối chơi nha. Thôi Duy cũng sắp về rồi. Đứng đây coi cần thủ quần đỏ này cao chút xíu thôi rồi đi về mọi người ơi. Cần thủ mới tới liên tục luôn mọi người ơi. Cái nhóc nhỏ này quậy thiệt chứ. Ông chú áo xanh này ông câu không có phao mọi người. Giống cái cách gì cầu ở Việt Nam nha. Cầu đáy á. Thì nãy giờ Duy đã coi câu cá ở đây được hơn gần 3 tiếng luôn mọi người. Thì bây giờ gần chiều rồi, Duy phải đi về nhà nha. Cảm ơn mọi người đã vào xem video và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye mọi người.